Chào mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Video này mình giới thiệu cho mọi người một chương trình này góp nhận một tốt cần có cái hiệu là ESKF. Một tốt cần này khoảng 12 đô để tham gia giá hôm nay. Các bạn click phần demo tả mở Telegram, các bạn start chat cho bọn đi các bạn. Chương trình này góp này nó sẽ kết thúc vào và sẽ phân phối vào ngày 30 tháng 11 năm 2020 các bạn. EBG8. Rồi các bạn gửi cho bot lên tới các bạn. Rồi gấp chai mình sai mình làm lại các bạn ơi. Sai nữa quá. Sai nữa thiệt, đem lướt bỏ các bạn. Được rồi các bạn. Sau khi các bạn lướt cấp chơi xong, các bạn nhấn mà nhấp vào continue các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn thì join kênh group, join kênh seller các bạn. Theo thì tự quyết chia tán theo ba người bạn các bạn. Rồi các bạn join vào kênh group nè. Rồi các bạn join vào các bạn. Thì à cũng cái này cũng được ạ. Rồi các bạn mới đáp lại các bạn. Các bạn join tiếp kênh trở lại các bạn. Rồi các bạn join vào các bạn. Phan các bạn ơi. Theo quên thì các bạn follow theo quên các bạn. Dạ đi tiếp với ba người bạn. Chương trình này góp này chắc là đơn giản các bạn. Rồi các bạn chạy chút xíu các bạn. Rồi theo quên thì các bạn theo dõi các bạn. Các bạn lướt xuống các bạn đi tiếp với ba người bạn bài game nữa các bạn. Nhấp vào tôi quýt nè. Rồi, các bạn nhấp vào ba người bạn nha các bạn. Comment 1 2 3. Các bạn test cho ba người bạn nha các bạn. Rồi, các bạn bắt đắp. Các bạn chơi về một con bot, các bạn bấm vào nút submit đi tên nha các bạn. Chẳng các bạn khai báo thông tin các bạn. Rồi các bạn điền username Telegram của tất cả các bạn nha các bạn. Rồi cộng anh 1133 các bạn vào setting copy username Telegram của mình nha. Submit you to profile link with you. Rồi các bạn gửi cho nó profile link các bạn, trang trader các bạn mở trang trader của các bạn ra nè. Rồi các bạn nhấp vào trang đầu người của mình nè các bạn. Rồi các bạn nhấp vào một hồ sơ nè. Rồi các bạn nhấp vào ba chữ trên đầu, các bạn nhấp vào chia sẻ các bạn. Rồi các bạn sao chép vào khai giới tạm tất cả các bạn. Tin nhắn nó chuyên ngầm. Rồi các bạn gỡ lên các bạn. Rồi các bạn gỡ lên các bạn. Sẽ nó vòng vòng quá không biết nữa. Rồi các bạn gọi là địa chỉ C20 các bạn. Đây là con chắc của tôi cần này các bạn. Rồi các bạn cũng mở địa chỉ với chocolate của mình ra nha các bạn. Các bạn copy địa chỉ với ETH của mình nha các bạn. Các bạn sắp chép ra nha các bạn. Cho các bạn gọi lại địa chỉ cho bot nha các bạn. Lộp NGC add. Nó kêu các bạn add cái con chắc nó vào các bạn. Các bạn copy con chắc chỗ này nè các bạn. Mình lộp các bạn.
Các bạn copy con chắc này nha bạn, từ chỗ con chắc chỗ này nè. Rồi các bạn sao chép nha bạn. Rồi các bạn copy con chắc nó xong, các bạn trở về với chút quá đát nha các bạn. Các bạn nhấp vào ba chỉ có Finder hay như cạnh trên đầu nè, các bạn bắt vào đây nè các bạn. Không thấy nào, để copy lại. Thì các bạn copy con chắc của nó, các bạn mã quá nha các bạn. Hoặc các bạn có thể gửi địa chỉ anh tác cũng được. Con chắc nó cũng phần được con chắc. Rồi nó cũng chạy trình tải EC20, các bạn gửi địa chỉ anh tác cũng được nữa các bạn. Rồi các bạn gửi cho bot nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào balance để có một cái nhận token không các bạn. Rồi mình đã nhận được một token CSF KF này bạn. Các bạn bấm vào cái link lấy cái ghép chia sẻ bạn bè các bạn. Vậy mình chờ video này kết thúc các bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo của mình nha.